Và tiếp theo Lộc đi đến cái chợ Cà Mau của xã Long Giang, chợ mới nha cả nhà. Chợ Cà Mau. Cho tiền mấy người bán á chị. Ờ, cô ăn bắp đây nè. Ờ, dân tặng tiền coi. Bắp gì mà luộc tươi dữ vậy? Ờ, bắp mới còn non á chú, mà nó xanh đẹp. Nhưng mà sao mà luộc cái lá còn xanh hay vậy? Như nó còn non. À, và cái màu vàng. À, còn non cái màu xanh. Cái này cũng hay nè, luộc rồi nhưng mà cái lá vẫn còn xanh. Dạ. Quá hay. Quá hay. Chị bán là tặng. Chợ Cà Mau, xã Long Giang. Long Giang của chợ mới An Giang. Ấp Mỹ 1. À. Đó Long Giang, quê chợ mới tỉnh An Giang. Dạ. Rồi. Rồi chợ Cà Mau. Rồi. Rồi cảm ơn chị ơi. Dạ. Cho tiền hả chị? Rồi tiếp tục mình đi qua bên trong của cái chợ nha cả nhà. Bây giờ mình đi vô bên bên này trái trước đi. Ồ, ổi nè. Quay đi. À. Chợ Cà Mau. Chợ Cà Mau bán ổi. Chợ Cà Mau Long Giang, chợ mới nha. Chợ mới An Giang nha, chúng ở Cà Mau ở Phong Minh luôn nha. Có xe. Rồi bánh mì luôn. Rồi, đi vô trong luôn nha cả nhà. Chợ Cà Mau. Rồi bên đây là khé nữa nè. Khé. Ủa. Rồi, đi chị ơi. Trồng thì rau củ quả, vịt. Mà má, quay phim được có giúp chốn không? Giúp chốn cho mấy cô bạn coi. Giúp chốn. Rồi, chợ Cà Mau. Cho mấy tôi mà cho dây mấy tôi mua quán thôi. Rồi, chợ Cà Mau của xã Long Giang, chợ mới. Con nghe. Tắt tôi nói gì nè. Đủ các loại luôn. Chừng nào có quý nào tôi biết đó. Dạ đâu. Ô, còn quý tươi nè. Bông quý nhà chồng. Ơi. Con bí nhà quê. Con bí nhà quê. Ồ, có kiệu nữa kìa. Kiệu làm dưa ha. Anh Sáu ăn gì ạ? Kiệu làm dưa. Bông bí nhiêu một ký cô? Bông bí hả? 25 ngàn. 25 ngàn một ký bông bí. Trời. Rồi, củ kiệu. Kiệu 40 ngàn. Kiệu 40 ngàn. Ồ, ăn gì người đẹp? Đập đầu cô quá hoành tráng luôn. Dạ, để cân biết. Chợ Cà Mau. À, có bắp chuối Long Giang, Giang chợ mới. Cả nước sôi nè. Rồi đó. Cặp rau rất là phong phú. Ở chợ Cà Mau, Long Giang, chợ mới, An Giang. Rồi, đúng rồi đó. Chị lặt bót đây ha. Chợ Cà Mau kia lộn rồi nha. Chợ Cà Mau này là của An Giang nha. Chợ Cà Mau của An Giang chợ mới nha, chứ không phải Cà Mau U Minh nha. Quay phim mà có hỗ trợ vốn bán đồ đẩy gì không vậy? Hỗ trợ đẩy. Ờ, cũng là bánh kẹp nè. Cái bột này đặc biệt hơn nè. Thấy khác hơn mấy cái bột chuối khác nè. Cái này bột chuối. Ủa vậy hả? Ừ, bánh kẹp chuối. Bánh kẹp chuối ha. Ừ. Rồi bán như một cái gì chị? 2 cái 5 ngàn. 2 cái 5 ngàn. Ừ. 2 cái đi, mở rẻ hàng ngay. 2 cái mở hàng ngay. Rồi mở hàng luôn. Kè vô bọc 2 cái ngay. Ừ. Rồi. Mở hàng 2 cái 5 ngàn. Qua đây mua chị tiếp cây. Rồi chị bán này hả? Bán này nè. Tiếp cây. 2 cái 5 ngàn. Rẻ, trời rẻ luôn. Nè chị. Ở đâu mà quay phim? À, Lộc chợ 65. Vô kênh YouTube Lộc chợ 65. Tên Lộc. Chuyên môn đi chợ. Mà ở 65 là Cần Thơ. Rồi tặng cho chị một cái luôn. Chị bán rau. Tặng cho chị một cái luôn, ăn thử. Nha. Ăn đi. Thôi ăn đi, anh ăn đi. Ăn cho vui. Cầm đi, nóng. Nóng lắm á nghe. Mua cái 2 cái tặng rồi. Rồi.
đi luôn nha cả nhà, đi tiếp nha. Ừ, ngon quá. Ngon, béo, ngon, ngon. Béo. Ừ. Ngon lạ, rất là lạ, ngon quá. Thế gì đâu phải mà rẻ mà không ngon đâu. Ừ, bây giờ ta đang thiếu nợ nào quay là phải đưa mà không, rất đặc biệt, ngon quá. Đúng rồi. Không, ngon quá. Ngon quá, à, cái bảo tự mua vài cái bánh kẹp, cho bà xã. Bánh kẹp chuối. Ừ. Con đi 80 ngày chưa về tới nhà nữa. Trên từng cây số luôn. Rồi, mình đi qua chợ cá nha. Chợ cao xong rồi, giờ đi qua chợ cá nè. Có YouTube, đăng YouTube luôn. Cái gì ở đây? Lộc chợ 65. Lộc chợ 65 hả? Lộc chợ 65 hả? Ừ. Rồi, em đang bán cháo nướng mà em chuẩn bị dọn về đây. À, bán lúc nào mà giờ này chưa chuẩn bị dọn rồi? Bán bây giờ. Cao điểm của mình là giờ nào anh? Giờ cỡ 7 giờ rưỡi 8 giờ. Cỡ 7 giờ rưỡi 8 giờ. Trời ơi, bốc lên tiếng mà. Bốc lên tiếng mà. Rồi kêu bả lên lấy. Rồi lấy liền. Rồi kêu bả lên lấy. Có bọc không? Chưa. Chợ Cà Mau của chợ mới An Giang. Đúng rồi. Đang nướng. À, một cái sâu này là nhiêu? Cái lớn 200, cái nhỏ 150. Không không không, cái này làm sao? À đang thử hả? Cái này là nướng không có dầu. Gọi là em có làm tốt không Tâm coi, xin quá hình thành cho bà năm mất. Quá hấp dẫn. Đúng rồi. Lộc chợ An Giang hả? Lộc chợ 65. Lộc chợ 65. Xin cho tôi nhau. Rồi đi anh ơi. Rồi. Chợ cá thì biết sao. Chợ quê. Chợ quê. Của miền. Của miền sông nước An Giang. Vậy là mình đi giờ này đi trễ rồi. Chợ cá dẹp hết rồi. Cá dưới à. Cá dưới nữa hả? Tôi bán tiếp để bán cho con quá à. Chợ này chợ cao. Chợ cá đi sao chị? Đi xuống phía dưới nha. Đó, đi, đường này ha. Giờ mình đi qua chợ cá cả nhà. Tép sông tép nọc. Đây. Mua gắn chung tặng gắn câu thì chị em ơi. Mua gắn chung tặng gắn câu à. Lộng xuống luôn, mua lấy hai gắn rồi, mua sáng giờ mấy à. Chợ cá thì giờ này gần giãn à, tại vì mình tới trễ. Có mấy người bán ghế còn ngồi ngoài nè. Đi quay phim gì mà trễ quá đi. Dạ, tại em ở xa. Chợ cá. Giờ này điểm đến thì trễ quá nha cả nhà. Rồi, tiếp theo mình đi ra phía ngoài một chút. À, vô kênh YouTube Lộc chợ 65. Mua tới đây. Nó đi quay phim. Rồi, giờ mình ra phía ngoài quay cho cả nhà xem cái cổng cho nhà Lộc nha. Mới hết tiền đi, đang tôi quay bên kia. Chợ Cà Mau. Chợ Cà Mau. Chợ Cà Mau của chợ mới An Giang. Quay quay không không? Chợ Cà Mau. Chuẩn bị về hả cô? Nói quá.
quá ấy là chuẩn bị đi về, chuẩn bị đi về bắt cặp rồi. Chiếc nón lá của miền Tây đặc trưng người Việt Nam. Người miền Tây. Về miền Tây nón lá. Con cười đẹp quá. Rồi bây giờ mình về đường nào đây con? Về nhà hả? À. Về đường này nè. Đường đó thì nếu mình về nó đi về đâu? Đi về kế bên đây nhà, kế bên đây nè. Nhưng mà nếu mà đi thẳng thì về đâu? Về Sóc Két. À, về Sóc Két ha. Dạ, Nhân Mỹ. Rồi, cảm ơn con nha. Chợ Cà Mau. À, của xã Long Giang, chợ mới An Giang. Quá đẹp luôn cái chợ Cà Mau. Mình đến chợ Cà Mau còn có xíu. Mình đến hơi trễ, giờ này 8 giờ rưỡi 9 giờ là trễ rồi. À, giờ này thì bị trễ rồi. À, cô bán cái nào vậy? Cô bán cái gì? Bán này nè. Bà dẹp cái này chưa rồi dẹp á chú. À. Dẹp đi về. À, dẹp đi về ha. Rồi cô dọn đi. À, để cái không có sao gửi mấy cháu bán. Rồi vậy hả? Có 20. Rồi, cảm ơn cô nha. Cảm ơn chú. Chợ Cà Mau. Chợ Cà Mau. Chợ Cà Mau của chợ mới An Giang. Mua gà nướng à hả? Nướng giùm đó nha. Một cái. Đúng rồi, rồi mua bánh mì về đi. Gà nướng mì. Về xịt nước tương. Để ông mua gà nấu cơm. Bánh mì để cho thơm hả? Chợ Cà Mau. Rồi, cô bác giờ này bắt đầu bác bắt đầu được chọn rồi. Phố ở Dương Bảy đi vậy. Bà ơi, bà đưa bà rồi, Lộc xin dừng video ở đây luôn nha cả nhà. Chợ Cà Mau của chợ mới An Giang. Quay chuối cái bàn này giùm tôi coi chú. Bàn này bắt khổ lắm nè. Quá đẹp. Bà chuối lớn quay luôn mày vậy. Quá đẹp luôn. Quá đẹp. Quay mà bắn hết rồi bà đẹp đó. Rồi Lộc xin chào cả nhà đây luôn nha. Luộc bắp rất kỹ thuật. Còn màu xanh luôn. Bánh gì mà quay mà quá quá trời. Bắp ế không quay hoài đấy giờ ế mất mua em á. Rồi nhìn về chào khán giả ăn cái nè. Lộc xin chào cả nhà nha. Lộc đi ngang cái xã Long Giang, Lộc gặp một cái làng, một cái nhóm nhà làm tre nè. Nói chung là tre để làm thúng, làm rổ này kia các thứ nè. Và thấy chị này đang làm cái công đoạn kéo nan. Có nghĩa là mỗi người một công đoạn hả chị ha? Hay là sao? Hay là mình làm hết được? Làm hết cũng được mà là coi như là mỗi người một công đoạn thì nó sẽ hay hơn phải không? Đây là của xã Long Giang chợ mới nha cả nhà. Và tiếp theo nữa mình đi qua cái nhà bên đây nè. Qua bên đây là có cái nhà họ làm công đoạn nhiều hơn nè. Đó là lặt xe. Đó là thúng dạ. Thúng dạ nhiều một cái vậy anh? Túng dạ dày một cái bao nhiêu ạ? Quá chừng 1.000 cái. Trời đất mấy. Túng dạ là 100.000 một cái nha cả nhà. Còn nhỏ hơn thì nhiều ha. Ở trong thấy vô xài nè. Coi như là nó đều nhau là 100.000. Rồi bây giờ mình đi vô trong đấy cả nhà ha. Đi vô trong của anh này anh tới công đoạn à. Cái công đoạn này kêu một công đoạn gì anh? Công đoạn mua dành. Công đoạn mua dành ha.
Và cái nia này thì bao nhiêu tiền? 60. Cái nia này 60.000. Dạ. Rồi một ngày mình làm được khoảng bao nhiêu cái anh? Về tùy theo mình cũng 50-30 cái, dài 30 cái. Lặn đó nha, chứ không phải mình là cái khâu làm dành thôi ha. Dành mình lặn. À. 100 cái cũng có. Tùy theo nếu mà siết thì cũng cả 100 cái một ngày. Không tới. Tới. Không tới đâu hả? Không. Ngày 40-50 cái nha. Ngày 40-50 cái hả? À, đó là cái sợi đó là chưa vô dành. À, cái này chưa vô dành nè. Còn cái cành đứt cẳng kìa. À. Còn cái này là tại sao mình để như vậy, coi như là mình để cho nó có cái nề để mình làm cho nó dễ phải không? Đó là để vậy đó, lặng mình danh rồi mình vô dành. À. Đóng xong chưa? Rồi, giờ mình đi qua cái khâu này nè, cái đó cả nhà xem cái khâu này nè. Cái đó thì mới là công thôi đó. À, cái này là sao anh? Coi như là mới là mới công hung đó. À, coi như là mình mới vô cái đoạn là làm công thôi ha. Dạ, đúng rồi. Làm cho nó công lại thôi. Đó thì tổ này cái nén. Ờ, cái này là cái gì anh? Nén. Cái nén ha. Nén. Nén ha. Đúng rồi. Kêu bằng cái nia. À, kêu bằng cái nia, đúng rồi. Kêu bằng cái nia. Ở đây là gân ép lép luôn, là mình vô nó kêu luôn là cái nia. Cái nia, đúng rồi. Cái nia thì giá bao nhiêu anh? Cái nia thì cũng 5-6 ngàn cái. Ờ. Còn này thì còn cái thúng là riêng đó. Ờ. Còn này là dành. Rồi, và cái đây nè, hồi nãy nó là cái xề. Giá này nè, 40 ngàn hả? 60 ngàn một cái. Còn bên đó thì còn cái khâu làm thúng nè ha. Thúng mà giám đốc anh quên bởi luôn, có được qua bởi. Ừ. Rồi, tiếp theo mình đi qua bên đây mình xem mấy cô làm thúng nha cả nhà. Quay đó làm chơi. Lên YouTube. Bên đây thì cô bác ở đây thì liên kề với nhau, coi như là cùng nhau làm, mỗi người làm một khâu. Coi như là người thì làm thúng, người thì làm gỗ, người làm nia. Cái này là chừng nào thấy, chừng nào bên đây ta coi được không? Dạ, lên Lộc Chi Tôn. Lộc Chi Tôn ha. À, gõ vô kênh Lộc Chi Tôn YouTube là gặp. Lộc Chi Tôn, Chi Tôn Tịnh Biên á hả? Dạ, Chi Tôn. Thì anh cứ gõ vô cái tên vậy đó là cái tên của em mà. Lộc Tịnh Biên. Lộc Chi Tôn. Chi Tôn. Dạ. Cái này là thành phẩm. Đó là thành phẩm luôn đó anh. À. Khâu này là khâu thành phẩm ha. Ừ, thành phẩm đâu. Còn tắt đó, còn thì ngắm cái. À, cái này thúng này nhỏ hơn thúng kia nè. Cái thúng mà cái này thì... cái thúng dê. À, cái thúng dê thì giá bao nhiêu chị? Dê 50 ngàn. To lắm. Đây là thúng dê, còn bên kia. Còn hồi nãy là thúng dạ nha. Cái này là mình ở xã gì chị? Xã Long Giang. Rồi, xã Long Giang của chợ mới ha. Tỉnh An Giang. À, tỉnh An Giang. Cô bác ở đây là một sớm thì là nguyên cái sớm mình thì khoảng bao nhiêu người hộ mình làm cái này cô? Không, ở đây chừng 10 hộ vậy. Ở đây nè, mình nè. Ừ. Nhiều bây giờ thì còn. Cô làm á, cô làm thì nhiều chứ giờ ít chịu à. Dạ. Ở cái nghề này cô làm bao lâu rồi? Cũng 30 mấy năm. 30 mấy năm là làm cái nghề này ha. Cái gì 30 năm đi. Dạ. Cái gì 30 đi. Dạ. À, cô kiên dễ khâu nào? Cô công dạ. Cô thiếu gì không? À, cái nhà nào chung ra là làm được hết từ A đến Z. Hơn 30 năm làm nghề nha cả nhà. Làm này rồi như vậy rồi có cho dây cho thưởng được gì không? Hay là quay không? Cái này là em làm YouTube mà để quảng cáo cho bà con cô bác người ta biết đến cái làng nghề còn thủ công như thế này. Coi như là mấy chỗ khác thì người ta máy móc không à. Còn làm thủ công. À, làm thủ công về thì ít gặp chỗ nào có lắm. À.
Cảm ơn nghe cô, cảm ơn chị. Cái này là trong thời gian mình phơi cho nó khô để mình đang nghe cả nhà. Rồi bây giờ mình theo anh này, anh chỉ mình dưới đây mới nhiều nè ha. Dưới đây mới nhiều nè. Ngồi đường đi bố. Ừ. Ồ, khâu này mới quan trọng nè. Khâu đường đó. Khâu này mới là cái quan trọng, khâu đường nè. Khâu này là khâu đường nè. Nhưng mà cô đang làm cô Nga gặp mình quay cái cô ngại cô đi luôn. Rồi bây giờ mình đi vô trong nha cả nhà. Vô trong đây chút xíu nữa coi. Rồi anh này anh đang tới khâu cái khâu này là cái khâu làm dành nè. Chào anh. Anh đang làm cái khâu này kêu bằng cái khâu gì anh? Làm dành này kêu dành thúng mà. À cái khâu làm dành thúng ha. Cái này mình đạp cho nó gạo rồi cho nó tròn lại, mình vô lông danh thúng rồi cái mình nhét vô. Dạ. Dành công đó. Dạ. Có nghĩa là cái khâu làm dành thúng. Ừ. Khâu mỗi người một khâu. Cái này là vô dành nè. Sớm rồi lặn rồi, lặn rồi. Bây giờ tới công dành trong này đang mình vô dành thúng. Dạ. Nó dành rồi đó, nó vô. Rồi. Cái này là cái giống như cái khuôn vậy đó phải không? Cái này cái con cái thúng giả ngoài trước đó thầy. Coi như là cái khuôn vậy. Cái khuôn để cho mình con thúng bự á. Cái khuôn để mình làm cho nó dễ ha. Rồi anh có thể làm thử cho em coi thử không? Đầu anh làm đi, có gì đâu. Qua mê rồi. Qua mê rồi. Có cảm ơn không về không? Quân chân còn không? Quân chân. Còn lặng rồi. Rồi. Anh nó có ngồi gõ cho ổng coi. Anh làm cái thao tác giống như mình làm thường ngày thôi. Cho cô bác ta coi một cái. Có nhỏ rồi. Có nhỏ nè. Không có ông ơi kia sao lại. Từ từ dành cái cho ông quay được không? Tiếp theo là cái công đoạn mình làm cái thúng ha anh. Dạ. Rồi đọc cho em làm cho em coi cái coi. Dạ. Đó là cái dành nông. Dạ. Còn để mới thúng vô. Dạ. Mình nhặn cho cái góc cho nó trơ nó xuống nè. Dạ. Ha. Dạ. Xung quanh vậy nè. Dạ. Đó. Đó là vậy đó. Rồi bắt đầu mới đứng lên. Dạ. Đứng lên cái cho nó sâu cái gì cái bắt đầu mình rũ góc từ 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 vòng qua cái nó hạ xuống. Dạ. Tạm luôn sao. Rồi, tiếp theo là anh đứng lên luôn nè các nhà. Ừ, đứng luôn. Ồ, công phu dữ nha. Công phu lắm. Quá công phu luôn. Mà một cái như vậy có 50 ngàn à. Hả anh, phải không? Thì ta bán á. Ta bán được 50 bán ngàn. Nha. Còn mình lặn ra mướn gì thì nó có 2 ngàn một cái thôi. Trời ơi, có 2 ngàn thôi hả? Thì mình lặn rồi, vô dành trong nữa, cái danh rồi, vô dành trong là rồi 2 ngàn. Rồi giao cho người ta. Dạ. Giao cho chủ á, rồi về làm gì là làm. Vậy là cái công mình chỉ là 2 ngàn là thành giống vậy á hả? Ở đó vô dành nữa cái xong, vô dành trong á. Có nghĩa là như vậy là xong cái công đoạn 2 ngàn đồng. Vô dành trong. Dạ. Vô dành trong nữa là 2 ngàn. Ồ, vô dành trong nữa hả? Dành trong. Trời ơi, mới được 2 ngàn. Còn lắm. Trời ơi, cũng quá trời cực khổ nữa. Bởi vậy? Dạ. Cái công đoạn như vậy đó. Vô dành trong đây. Vô dành trong đây. Vậy đó. Rồi bây giờ cái khâu anh của anh bên đây là bắt đầu cho nó vô trong cái nề nếp, xong cái đầu cái tới cái anh này là tới công đoạn là công đoạn dành
Còn danh danh rồi bắt đầu mới rồi mới vô danh. À còn danh chặt 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 cho nó đều ra nữa ha. Ừ. Cái đầu. Ừ, cho nó bằng cái đầu này để cho mình đúng chỗ đàng hoàng. Đó vậy đó rồi xong đó 2000 đấy. Rồi vậy là xong là 2000. Rồi về ai đem nước tiền chủ người ta đem nước thì làm gì đó làm. Lúc đó người ta nước bằng dây chì hay là dây gân gì đó là dây gân không à dây chì. Nước bằng dây gân ha. Rồi cái công mình vậy là 2000 đồng. 2000 đồng một cái. Rồi chủ dựa ta bán như ta bán. Cái đó là tùy quyền. Nó vậy thôi. 4 giờ làm tới 9 giờ đi hai con cái. 4 giờ tới 9 giờ tối luôn á hả? Không, 4 giờ sáng á. Tới 9 giờ. 9 giờ sáng. 8 giờ. 8 giờ 9 giờ. Là khoảng 200 cái. 200 cái. Được 400.000. Ồ, cũng ghê vậy ta. Ồ, ta làm giỏi tính, hay lắm. Tính ra nếu mà giỏi mà chuyên nghiệp là cũng lên con số ghê nha. Chuyên nghiệp đó. Rồi á. Thì chuyên nghiệp á 4 giờ quay nè, 4 giờ làm tới 8 giờ sáng là 400.000 luôn nha. Dạ. 200 cái được 400 rồi. Ừ. Ồ thấy có 2000 đồng thôi nhưng mà nếu mà chuyên nghiệp thì nó rất là hay luôn nha, nhiều tiền nha. Cũng nhiều tiền nha. Nhưng mà phải cần cái sức khỏe không anh? Cần có mình. Sức khỏe chứ. Coi như là mình cần phải có dùng sức nữa ha. Thế à, cái này dùng thế rồi, không có nhiều. Thế. Mình dùng thế nhiều hơn ha. Lạc học đều á thì một ký thì có 5.000, 6.000, tối ngày được 8 ký. Giỏi lắm là được 10 ký thì khác tới chịu. Là được có 50.000. Đúng rồi. Wow. Thế không có lạc học đều ngày được mấy ký? À, về gặp mà giỏi thì 3-4 ký, 5 ký. 5 ký là giỏi hả? Thì được có 25-30.000 thì khác tới chịu. 2 ký à. Chúng nó 1 ký không chứ. Một ngày được có mấy chục ngàn hả chị? Còn giặt mà 3 ký. Rồi nếu mình không khéo tay nó gãy hả? Nếu mà mình không khéo tay nó gãy hả? Thầy có nó sụm yếu hơn. Nếu mình không khéo thì nó bị sụm ha. Sụm yếu rồi. Phải quen mới được ha. Quen mới được. Rồi cảm ơn mấy anh mấy chú nha. Đây sản phẩm tre làm tre làm tre thúng gỗ thủ công nha cả nhà. Xin chào cả nhà nha, Lộc cũng dừng video đây nha cả nhà ơi. Và tiếp theo đây nữa là cái công đoạn đường thúng nha cả nhà. Mỗi người một khâu thì làm nó hay hơn, nó chuyên nghiệp hơn nha cả nhà. Đó. Đẹp quá, hay quá, hay quá. Tất cả đều là thủ công không nha, không có máy móc gì hết trơn, rất là hay. Đo gì nè cho nó bằng cho gì nè. Lúc bên đây bên kia cho nó bằng với nhau vậy đó. Một cái đồng đưa vô cái mình lấy cây á mình dặn lại. Đó, cây này dặn lại ha, dặn cho nó khích lại ha. Tất cả đều là công không nha bạn. Sau này bác mua gãy cái nghỉ gầm tháng riêng cái giờ bán với số nè. Chỉ bán với số mình cũng biết đương nữa. Đương này giỏi chạy đương đi rồi giỏi sáu ra. Rồi cảm ơn chị ơi, cảm ơn cô ơi. Rồi khâu này là mình đặt làm cái dành cho nó tròn ha. Đúng rồi, cho mình lắng làm cái dành. Mỗi người một công việc. Làng nghề che nang nứa rổ rá của làng nghề nang đá.
của Long nha, xã gì? Xã Long Giang. Xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Dạ. Lên người chừng nào mình mới xem được.